Ô tô Hưng Anh xin kính chào toàn thể các anh, các chị và các bạn thân mến nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ô tô Hưng Anh trên Facebook cũng như là trên YouTube. Và hôm nay thì cảm ơn các anh, các chị đẹp ở Bắc Giang. Một khách hàng nữa ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Vâng ạ. Các anh, các chị đẹp ở Bắc Giang đã đến để chốt chiếc xe Fortuner 2014 rồi ạ. Fortuner 2014 màu đen á, đã lại về với Lục Ngạn, Bắc Giang. À, đây là giai đẹp nữa, đây giai đẹp. Giai đẹp của Lục Ngạn nhỉ anh nhỉ, Lục Ngạn Bắc Giang. Hello mọi người, cháu khách hàng ở Lục Ngạn Bắc Giang nhé. Con xe lạc 6 năm rồi giờ mới về đúng chủ của nó. À, cảm ơn các anh chị đẹp ở Bắc Giang ạ. Lục Ngạn Bắc Giang nhá. Hôm nay các anh chị đã chốt xe 14 rồi nhá. Bạn nào mà đến sau thì đành phải 13 thôi. Chiếc xe Fortuner 2014 màu đen đã tìm thấy chủ mới ở Lục Ngạn Bắc rồi, đã tìm thấy chủ mới ở Lục Ngạn Bắc Giang rồi nhá. À, một lần nữa thì rất cảm ơn các anh các chị, mặc dù ở xa nhưng mà đã tin tưởng vào salon ô tô Hưng Anh, lặn lội gần 200 cây số để đến đây mua chiếc xe Fortuner các bạn nhé. Cả một chuyến xe 16 chỗ để xuống mua xe đây các bạn này. '98 Bắc Giang, cả một xe 16 chỗ xuống để xem xe và mua chiếc xe Fortuner 2014 rồi. Vâng ạ, cảm ơn gia đình, cảm ơn các anh chị nhá. Đây cháu có đẹp trai, cháu đẹp trai có người yêu chưa? Chưa, à vẫn đang cô đơn à? Nguyễn Tất Phúc ơi, 15, 16 thì trả góp được rồi, nhưng mà hôm nay nhà mình hết mắc xe rồi. Chào các anh các chị nhá, cảm ơn gia đình rất là nhiều, vâng ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Khách hàng đã đặt cọc chiếc xe 14 và đến tận ngày, mấy ngày nữa thì đẹp ngày thì khách hàng mới lấy, còn hôm nay các bạn chỉ đặt cọc thôi. Bình Minh quê lúa, Nguyễn Hùng, Đinh Tiên Sinh, Hoàng Kiều xin chào tất cả các bạn. Đấy các bác ở mãi Bắc Giang đấy ạ. Một chiếc xe xuống mua xe 2014 của nhà mình, chiếc xe màu đen. Thế và hôm nay thì nhà mình chỉ còn có 13 thôi các bạn nhá, 13 màu bạc này. 13 màu bạc này, 2010 màu đen này. 2009 màu bạc này là Fortuner này. Và 2009 số tự động màu vàng cát nhập khẩu Thái Lan này nữa nhá. Cảm ơn Đinh Văn Dũng. Chào bạn Trương Lâm Vũ. Cảm ơn Đỗ Quyền. 13 có trả góp được Nguyễn Tất Phúc nhá, 13 Fortuner. Nhưng mà không biết là em ở đâu nhỉ? Đây là chiếc 13 màu bạc cũng rất là đẹp đây này. Hôm nay chỉ còn một chiếc 13 màu bạc này. Chiếc 2009 màu bạc này, chiếc 2010 màu đen này. À, chiếc 2009 màu vàng cát này và một chiếc 2019 số tự động thì màu cà phê các bạn nhá. Hôm nay còn rất là ít Fortuner. Từ trước đến nay mình vẫn cứ tự hào là nhà mình có một bầu trời Fortuner, nhưng mà đợt này để chưa đi tìm mua được để về phục vụ khách hàng. 2010 thì màu đen đây các bạn nhé. 2010 màu đen thì đang mang biển Hà Nội này, 505 triệu. Nguyễn Xuân Sơn đây, còn mỗi một chiếc màu đen này thôi nhé. À em ở Nghệ An thì chị cũng đã liên lạc được với ngân hàng Nghệ An rồi đấy em ạ. Có thể làm trả góp Nghệ An được nhá. Chị đã có liên lạc được với ngân hàng Nghệ An rồi. Đây là chiếc 2009 này. 2009 này có 505 triệu thôi. Màu đen biển Hà Nội nhá. Đây là Fortuner 2010 màu đen này. 2010 màu đen biển Hà Nội, máy dầu một cầu số sàn các bạn nhé. Giá chào bán là 505 triệu. Xin chào Trương Hà, xin chào Vi Hạnh.
Quách Khoa. Xin chào tất cả các bạn. Quách Bằng nữa. 2010 màu đen, biển Hà Nội 505. Và đây là chiếc 2009 số tự động đây nhá. Chiếc màu vàng cát này là số tự động nhập khẩu Thái Lan này. Chiếc này nhập khẩu Thái Lan 2009, máy dầu một cầu. Và giá chào bán cho chiếc xe này là 560 triệu. 2013 nhà chị đang chào 600 triệu bạn Nguyễn Tất Phúc nhé. Còn đây là 2009 này, chiếc 2009 thì đang màu bạc, biển Hải Phòng và gốc Hà Nội. 2009 thì có 465 triệu thôi. Và hôm nay còn một chiếc xe đời cao là 2019, máy dầu một cầu số tự động 2019, nhưng mà chiếc này thì màu cà phê. Chiếc màu cà phê này là 985 triệu các bạn nhé. Hôm nay còn ít Fortuner thôi. Xe của nhà mình rất là chất lượng nên là hầu hết khách hàng nào mà vừa tiền với chiếc xe nào thì đều mua được hết. Hôm nay thì có hai anh khách ở Hải Dương sang chậm hơn cái đoàn Bắc Giang mất có 5 phút thôi. Nên là đoàn ở Bắc Giang đã mua được chiếc xe 14, còn hai anh khách ở Hải Dương thì lại về không. Rất là xin lỗi hai anh khách ở Hải Dương ạ. Xin chào Bạch Quang Minh, du lịch Mạnh Diễn, xin chào các bạn. Ngoài ra thì nhà mình cũng còn nhiều các dòng xe khác các bạn nhé. Vios, Altis, Innova, Camry. Đang có một đôi Vios G 2019, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Mazda CX-5 2018 bản 2.5 cao cấp một cầu. Camry 2.5Q 2018. Honda CRV bản full 2015. Đây là chiếc Vios màu đen các bạn nhé. Cảm ơn Đinh Văn Dũng nhé, hôm nào ghé nhà chị chơi. Xin chào Nguyễn Ngọ, xin chào Đào Lực, Nguyễn Đinh Sơn. Và ngày hôm qua thì giới thiệu với các bạn chiếc xe Altis của một cô bạn thân của mình nhé. Altis 1.8 số tự động, sản xuất 2016 và đăng ký lần đầu là tháng 4 năm 2017. Và mới chạy chuẩn 4.3 vạn trước mặt các bạn đây nhé. 600 triệu. Một chủ sử dụng từ đầu luôn. Một cô cán bộ kho bạc tỉnh Thái Bình, Nguyễn Song luôn. Xe đăng ký tên Nguyễn Song của cán bộ kho bạc tỉnh Thái Bình nhá, bạn thân của nhà mình. 600 triệu, chạy chuẩn 4.3 vạn. Nhà mình có rất là nhiều mẫu xe khác nhá. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên lạc đến salon ô tô Hương Oanh, có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trực tiếp của nhà mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.